Xin chào các bạn. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó có Việt Nam, chưa bao giờ đề xuất hình thành một đồng tiền chung trong khối, tương tự như đồng euro của Liên minh châu Âu EU hay chưa? Trên thực tế, đây là một ý tưởng tốt, nhưng đó chưa bao giờ thực sự là một chủ đề được thảo luận với các quốc gia Đông Nam Á. Vậy tại sao lại như thế? Chúng ta cùng tìm hiểu một số lý do chính trong video ngày hôm nay nhé! Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN là một tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, được thành lập năm 1967 với 5 thành viên thành lập. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này. Đến nay, ASEAN đã quy tụ được toàn bộ các nước Đông Nam Á với 10 thành viên chính thức và 2 nước quan sát viên. Các nước ASEAN có tổng diện tích đất hơn 4,46 triệu km vuông, chiếm 3% tổng diện tích của trái đất, và vùng biển có diện tích gấp 3 lần so với diện tích đất liền. Tổng dân số trong khối là hơn 600 triệu, chiếm 8,8% dân số thế giới. GDP ước tính của tất cả các quốc gia ASEAN lên tới xấp xỉ 2,92 nghìn tỷ USD. Nếu ASEAN là một thực thể duy nhất, thì thực thể này sẽ xếp thứ 5 trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức. Dự kiến đến năm 2030, thực thể này có thể vươn lên tầm thứ 4 thế giới. Nếu so sánh các con số với Liên minh châu Âu EU, thì Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á không hề thua kém, thậm chí bỏ xa EU trên nhiều chỉ tiêu. Tuy nhiên, so sánh ASEAN và EU là một điều không tưởng. Liên minh châu Âu EU là một liên minh chính trị và kinh tế, bao gồm 27 thành viên chính thức tại châu Âu. Liên minh châu Âu được thành lập vào thập niên 1950-1951 và chính thức ra đời năm 1993. Về kinh tế, EU có chính sách phát triển thị trường chung thông qua luật pháp và tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các nước thành viên nhằm đảm bảo sự lưu thông tự do của con người, hàng hóa, dịch vụ và vốn, duy trì các chính sách chung về thương mại, nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển địa phương. Cộng đồng kinh tế châu Âu được thành lập từ năm 1969 đến năm 1993, Liên minh châu Âu chính thức ra đời và các quốc gia thành viên đều bị ràng buộc trên cơ sở pháp lý về việc sử dụng đồng euro như đơn vị tiền tệ chính thức. Điều này dẫn tới việc đa số các nước thành viên đã chấp nhận đồng tiền chung, đồng euro, để tạo nên khu vực đồng euro. Trong khi đó, ASEAN ban đầu là một tổ chức mang thiên hướng chính trị, đậm nét hơn rất nhiều vai trò kinh tế. Phải sau gần 50 năm thành lập, đến năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, AEC mới được thành lập, giúp các nước Đông Nam Á cùng tạo ra một cộng đồng chung, trao đổi kinh tế, thương mại. Ngoài ra, vấn đề ASEAN gặp phải nếu đưa ra một đồng tiền chung như EU sẽ là khoảng cách chênh lệch rất lớn giữa các nước Đông Nam Á. Chúng ta sẽ tự hiểu vì sao nếu so sánh Singapore, một quốc gia có nền kinh tế phát triển bậc nhất Đông Nam Á và cả thế giới, so sánh với nền kinh tế điêu tàn vì bất ổn của Myanmar hay cả Đông Timor. Vấn đề chênh lệch giữa các quốc gia trong khối này cũng là một vấn đề lớn ngay cả với Liên minh châu Âu, và những cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra đã cho thấy sự hạn chế rất lớn của khu vực đồng euro. Các vấn đề trong một nền kinh tế yếu kém của một quốc gia trong khối có thể nhanh chóng tạo ra rắc rối cho nền kinh tế mạnh hơn. Điển hình nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế tại Hy Lạp, một trong những thành viên của EU sử dụng đồng tiền chung euro, đã làm khôn đốn cả khối này, gây ra nhiều vấn đề từ kinh tế lẫn chính trị, lan ra nhiều nước trong khối và là rắc rối lớn của các quốc gia trụ cột điều hòa EU như Đức hay Pháp. Trên thực tế, vì nhiều nguyên nhân, nhưng đa số về mặt kinh tế, chỉ có khoảng 70% các nước thành viên châu Âu tham gia vào hệ thống tiền tệ chung này và họ có đồng tiền riêng của mình, mặc dù vẫn sử dụng rộng rãi đồng euro. Tiêu biểu nhất là nước Anh khi chưa rút ra khỏi Liên minh châu Âu. Nước này sử dụng đồng bảng Anh làm đồng tiền chính của quốc gia thay vì đồng euro vì quyền lợi kinh tế của quốc gia mình. Đồng thời, sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu từ năm 2016 cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tình hình kinh tế chung của EU tác động tới kinh tế Anh rất lớn. Đồng thời, một vấn đề nổi cộng khác tại Đông Nam Á là sự tin tưởng lẫn nhau còn rất hạn chế. Sự tin tưởng chính trị rất quan trọng nếu muốn cùng hợp tác, làm ăn, thậm chí có một đồng tiền chung. Bởi lẽ thao túng tiền tệ sẽ dẫn tới thao túng kinh tế, thao túng chính trị. Và giữa các nước trụ cột trong cộng đồng, vấn đề chắc chắn sẽ được đặt ra nếu có đồng tiền chung là quốc gia nào sẽ nắm giữ những khâu quan trọng nhất như in ấn, phát hành, tỷ giá, điều tiết hay chương trình tài khoá giữa các quốc gia phải liên kết với nhau ra sao. Như vậy, rõ ràng mối liên kết, sự chênh lệch kinh tế giữa các nước ASEAN không bền chặt như EU và niềm tin giữa các quốc gia còn hạn chế để ra được một đồng tiền chung.
Và trong khi EU còn không ít vấn đề với đồng tiền chung Euro, thay vì hướng đến một đồng tiền chung như vậy, các nước ASEAN trước tiên cần phải tập trung vào mục tiêu hội nhập kinh tế với nhau thực sự, thực chất. Thậm chí đây còn là mục tiêu đầy tham vọng và khó có thể đạt được, chứ chưa nói đến những thứ xa hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Nếu cảm thấy thông tin thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!